Máy điện phát nổ và gây hỏa hoạn khi đang cắm sạc. Sự việc xảy ra tại một căn hộ ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc và được camera giám sát ghi lại được cho thấy một chiếc xe máy điện đang được cắm sạc thì bất ngờ phát ra tiếng nổ, sau đó khói bốc lên nghi ngút trước khi những tiếng nổ lớn khác tiếp tục vang lên và ngọn lửa bùng lên một cách dữ dội. May mắn khi sự việc xảy ra không có ai ở cạnh chiếc xe máy điện nên không bị thương vì vụ nổ, những người hàng xóm đã nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra nên đã kịp thời gọi cho chủ nhân của căn hộ và gọi điện lực lượng cứu hỏa. Ngọn lửa sau đó đã được dập tắt và không ai bị thương trong vụ việc. Tuy nhiên nhiều vật dụng trong căn hộ đã bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân của vụ nổ vẫn đang được điều tra nhưng theo truyền thông địa phương có vẻ như pin lithium ion trên chiếc xe máy điện đã bị hư hỏng và do gì gây ra vụ nổ nghiêm trọng này. Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng gây sốt và nhiều người cho biết họ đã bị sốc, không biết nếu vụ nổ xảy ra khi chiếc xe máy điện này đang được lưu thông ngoài đường thì hậu quả sẽ còn nghiêm trọng đến mức nào. Hiện xe máy điện vẫn là một phương tiện di chuyển khá phổ biến tại Trung Quốc cũng như ngay tại Việt Nam. Đây không phải là trường hợp đầu tiên ghi nhận pin trên xe máy điện gặp sự cố dẫn đến cháy. Nổ, vụ tai nạn kể trên có thể xem như một lời cảnh báo cho những ai đang sở hữu xe máy điện trong nhà có thể gây nên những hậu quả nghiêm trọng nếu không may pin trên sản phẩm bị phát nổ. Việc thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng pin trên xe máy điện là điều nên làm để hạn chế tai nạn tương tự có thể xảy ra. Tê Thủy